Sự trưởng thành của con người đàn ông thì nó phải đo trong lúc kiểu những lúc khó khăn chứ không phải là lúc sung sướng thì không biết rằng là anh đã đã vượt gọi là vượt khỏi cái sự cô đơn nó vượt qua cái cái nỗi cô đơn đó trong cái chuyến hành trình của mình như thế nào ạ. Ừ, Ừm. Thật ra anh nghĩ là cái sự cô đơn thì rất nhiều người uh, rất là sợ cái sự cô đơn nhưng mà thật ra là anh bản thân anh cũng thế nhưng mà anh thấy là cái sự cô đơn thì sẽ giúp cho mình suy nghĩ và phân tích rất là nhiều. Ừ. <laughs> thì rất là trên cái đường xuyên việt của anh thì anh hay nói chuyện với bản thân anh ừ. <laughs> làm phải độc thân nội tâm đúng, đúng không? Đúng Bởi vì thật ra là lúc đó là 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 cũng có những cái đoạn mà đường rất là vắng tinh em không có dân và thậm chí lúc buổi trưa anh vẫn đi bộ tiếp thì không có ai thì thật ra là lúc đó là phải nói chuyện với bản thân em anh đi một mình kiểu đường cũng dài. À, chủ yếu đi theo quốc lộ mộ à, Thì như em biết là cũng Thật ra sẽ vắng Nếu em không đến thành phố Thì thật ra là cũng có nhiều lúc Anh cũng muốn bỏ cuộc Đặc biệt là lúc anh đang ở Nha Trang Thì có một anh cho mượn xe đạp à. Để đi Đà Lạt Thì nghĩ là anh sẽ đi được nhanh hơn Nhưng thật ra anh không biết là lại có cái đều Và anh chẳng hiểu những người đạp xe đạp có đều Làm sao mà họ đủ sức để đạp được Thì anh đạp được khoảng Hai uh, cây rất là rộng anh dừng lại, anh biết là không thể nào anh đi tiếp với xe đạp này Và lúc đó là nếu em không có xe đạp thì dễ nhờ xe Nhưng mà anh xe đạp thì rất là khó nhờ xe Anh cũng lúc đó ngồi giữa đường đường vắng Cũng muốn về hỏi sao Tại sao kiểu mình muốn đưa mình vào một cái trường hợp khổ Khó khăn như thế, vất vả như thế Nhưng mà chính trong những cái lúc như thế Tại vì có một câu tiếng Anh của Dr. Martin Luther King là cái greatest measure of man là not in times of ease but in times of controversy tức là để đo được cái sự trưởng thành của con người đàn ông thì nó phải đo trong lúc kiểu những lúc khó khăn chứ không phải lúc sung sướng thì anh nghĩ là cái sự cô đơn nó 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 giúp cho mình mạnh mẽ hơn em thì thật ra là từ lúc anh nhỏ cũng có lúc cô đơn nhưng mà cô đơn là cần thiết em